Mới đây, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thoại Sơn tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp huyện năm học 2022-2023. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 được diễn ra từ ngày 29 tháng 11 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2022 với 48 giáo viên của 17 trường mầm non công lập trên địa bàn huyện. Trong thời gian dự thi, các thí sinh trải qua phần thi dưới hình thức là bốc thăm thực hành. Cụ thể, các giáo viên mầm non phải thực hành các hoạt động như hoạt động học, hoạt động vui chơi tại các gốc, hoạt động ngoài trời. Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp huyện năm học 2022-2023 đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo tính khách quan công bằng. Qua hội thi đã thực sự chọn ra được những giáo viên giỏi là những nòng cốt chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Mặt khác, giúp các nhà trường nhìn nhận, đánh giá lại công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của đơn vị. Hội thi cũng đã khuyến khích động viên, tạo cơ hội để các giáo viên, các trường được học hỏi rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Kết thúc hội thi có 40 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, trong đó có 6 giải A, 11 giải B, 23 giải C trong hội thi giáo viên dạy giỏi. Qua hội thi nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực để giáo viên phấn đấu hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.